giáo sư Trần Đình Sử thẳng thắn lên tiếng phản bác phó giáo sư Bùi Hiền, đề xuất của ông có tính hủy hoại văn hóa. Những ngày qua, dư luận vẫn tiếp tục có nhiều tranh cãi quanh đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của phó giáo sư Bùi Hiền. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó đa phần bày tỏ không ủng hộ ý tưởng sáng tạo ra một kiểu chữ mới. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng cũng đưa ra ý kiến không đồng tình với đề xuất này. Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của dư luận và các nhà nghiên cứu, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho rằng, về mặt mỹ học, nhìn chữ cải tiến so với chữ cũ thì dễ gây phản ứng khó chịu. Nhưng nếu thử cho học sinh chưa biết chữ hoặc bắt đầu vào lớp 1 học, một lớp học theo chữ mới, một lớp học theo chữ hiện hành, thì chắc chắn các cháu học chữ mới sẽ nhanh hơn, bởi người học sẽ không cần phải phân biệt chữ chờ với chữ trờ hay chữ R với chữ Z và Z. Liên quan đến vấn đề này, mới đây trên trang cá nhân của mình, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đình Sử đã có những dòng chia sẻ về đề xuất mới. Theo đó, ông Trần Đình Sử cho rằng đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền mang tính hủy hoại văn hóa. Giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử cho rằng đề xuất cải tiến tiếng Việt mang tính hủy hoại văn hóa. Trên trang cá nhân của mình, nhà báo nhân dân Trần Đình Sử viết: "Tôi đã định không phát biểu về đề nghị tào lao có hại của ông Bùi Hiền, nhưng thấy một số người vẫn khuyến khích ông ấy và ông ấy quyết tâm làm đến cùng nên phải nói đôi lời, nhưng có một phóng viên phỏng vấn. Ông Hiền không hiểu cái chữ mà ông ấy đề xuất sẽ có hại thế nào đối với chữ viết Việt Nam, chỉ cần nói thế này là rõ. Nếu cái chữ của ông ấy mà được thông qua thì toàn dân Việt Nam đang thoát nạn mù chữ lại mù chữ trở lại. Toàn bộ sách báo hơn 100 năm qua không thể đọc được, muốn đọc phải học lại chữ cũ hoặc lại phải phiên dịch lại theo chữ viết mới mới đọc được, thế là cắt đứt các mối liên hệ với văn hóa mà người Việt đã tích lũy được trong hơn một thế kỷ. Người Việt ở các nước trên thế giới đều phải học lại tiếng Việt. Toàn bộ giấy tờ công văn, luật pháp, nghị quyết đều phải viết lại theo chữ mới. Muốn làm được việc đó lại phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền, lại phải viết lại toàn bộ sách giáo khoa, các văn kiện theo chữ mới, cả nước đều phải làm chứng minh thư hộ khẩu mới, khắc dấu lại, các sứ quán Việt Nam trên thế giới phải thay đổi chữ viết, tóm lại là làm hại con quỷ thì giờ công sức cả một cách vô ích. Mọi nghiên cứu khoa học đều phải có mục đích nhân văn, kinh tế, xã hội. Đề xuất của ông Hiền vì trình độ hiểu biết xã hội và văn hóa, kinh tế quá thấp kém sẽ gây tác hại rất to lớn cho đất nước. Nó là sự hủy hoại văn hóa. Giữa lúc nhân dân có nhiều việc phải làm, một ông cà gật đề xuất một cái vớ vẩn khiến mọi người phải bày tỏ ý kiến. Thế, nếu đã làm hại mọi người rồi, đề nghị mọi người bỏ ngay sự quan tâm này, nếu không còn thiệt hại hơn nữa. Những chia sẻ trên của nhà báo nhân dân Trần Đình Sử đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của mọi người. Bài viết được hơn 2.500 lượt like và hơn 1.000 chia sẻ. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước ý kiến của ông Sử, đồng thời dành những lời nặng nề để chỉ trích đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền. Rõ ràng đề xuất cải tiến tiếng Việt đang tạo ra một làn sóng phản đối rất lớn trong dư luận. Không chỉ là vấn đề chữ viết, đây còn là vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa, truyền thống, tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Nói ra để chúng ta thấy rằng ngôn ngữ và chữ viết tiếng Việt đã đi sâu vào tiềm thức của từng người dân Việt Nam, thể hiện ý chí độc lập của dân tộc. Là người dân Việt, ai ai cũng luôn tự hào về sự trong sáng và tường minh của ngôn ngữ dân tộc. Việt thành tiếng Việt, những người tử tế không ai quan tâm đến sự tồn tại của các loại ngôn ngữ lóng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biền, chuyên gia Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng, khi nào đa số người dân thấy chữ quốc ngữ là đúng, khi ấy chúng ta vẫn phải tôn trọng. Gần đây, dư luận chưa hết xôn xao trước ý tưởng đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông. Cụ thể, trong đề xuất của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền cho rằng
Hiện tại chúng ta sử dụng 2-3 chữ cái để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu. Ví dụ chữ G, chữ Q, chữ K, chữ Quốc, Quốc, Ca, Kali, chữ Tr, chữ Chờ, chữ Tra, Cha, Sờ, Sờ, Sa, Sa. Bên cạnh đó lại dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu đạt âm vị một số phụ âm đứng cuối vần như chờ, ngờ, nhờ, mách, ông, tanh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, chữ Quốc ngữ đã bộc lộ những bất cập cần phải cải tiến. Sự cải tiến của chữ Quốc ngữ dựa trên tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn. Nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt. Sẽ bỏ chữ D ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Bên cạnh đó, thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên, cụ thể chữ C thay cho chữ Chờ, chữ Tr, chữ Giờ thay cho chữ D, chữ G đơn thay cho chữ G đơn, G kép, chữ F thay cho chữ F, chữ K thay cho chữ C, chữ Q, chữ K, chữ Q thay cho chữ ng đơn, ng kép, chữ R thay cho chữ R, chữ S, chữ S, chữ S thay cho chữ kh, chữ W thay cho chữ thờ, chữ Z thay chữ giờ, chữ R, chữ R. Vì âm nhờ chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng ký tự ghép N để biểu đạt. Cố tình cải tiến chữ Quốc ngữ khác gì ép vợ ép chồng? Phản ứng với những thay đổi được cho là nực cười này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biền, chuyên gia Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch khẳng định, khi nào đa số người dân thấy chữ Quốc ngữ là đúng, khi ấy chúng ta vẫn phải tôn trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biền, những gì đã và đang tồn tại, nếu thấy bất cập thì tự bản thân nó sẽ thay đổi, không cần ai phải tác động. Từ khi chúng ta chuyển sang sử dụng chữ Quốc ngữ là một may mắn cho dân tộc Việt Nam, hiện nay bao sách vở đều sử dụng chữ Quốc ngữ, bao sổ sách được ghi chép bằng ngôn ngữ này. Hơn thế nữa, trên thực tế, chữ Quốc ngữ vẫn được mọi người chấp nhận, tại sao bây giờ lại đòi thay đổi? Nếu thay đổi sẽ tạo nên sự trục trặc rất lớn, Phó Giáo sư Trần Lâm Biền nhận định. Đưa ra ví dụ cho sự khó khăn nếu thay đổi chữ Quốc ngữ, vị chuyên gia văn hóa nêu dẫn chứng. Trước đây có một giai đoạn chúng ta bỏ chữ Y dài, tất cả được viết chuyển thành chữ Y ngắn. Sự thay đổi này đã gây nên những xáo trộn nhất định trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết suốt thời gian dài. Chúng ta không thể tự ý thay đổi bất kỳ điều gì vốn đã tồn tại rất lâu trong đời sống. Nếu muốn thay đổi, chỉ có cách duy nhất là tự nó thấy bất cập sẽ thay đổi. Bắt ép nó thay đổi thì không khác gì ép vợ ép chồng, vị chuyên gia văn hóa khẳng định thêm một lần nữa. Những người tử tế không bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của tiếng lóng. Đưa ra một giả định, phải chăng chữ Quốc ngữ hiện nay không còn phù hợp, nên giới trẻ thường sử dụng những ký tự thay thế khó hiểu khi viết trên trang mạng xã hội, blog cá nhân. Giải đáp những thắc mắc này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biền cho rằng ngôn ngữ một bộ phận giới trẻ đang sử dụng chỉ được gọi là tiếng lóng, với loại ngôn ngữ lóng ở thời nào cũng có, nhưng vấn đề ở chỗ nó không bao giờ tồn tại, không bao giờ trở thành tiếng phổ thông trong đời sống. Khi đặt một ngôn ngữ lóng bên cạnh chữ Quốc ngữ, bên cạnh những chuẩn mực xã hội, trong phạm vi đạo đức, văn hóa, chúng ta gọi nó là ngôn ngữ lệch lạc. Chính vì vậy, ngôn ngữ của giới trẻ không được ai công nhận, bản thân nó tự bị loại bỏ khỏi xã hội. Phó Giáo sư Biền chỉ trích gay gắt, những người tử tế không ai quan tâm đến sự tồn tại của các loại ngôn ngữ lóng, vì vậy chữ Quốc ngữ vẫn giữ được sự chuẩn chỉnh của nó. Vị chuyên gia văn hóa khẳng định thêm, khi phần lớn số đông vẫn chấp nhận chữ Quốc ngữ, thì tại sao chúng ta phải thay đổi? Sự thay đổi ấy chỉ làm con người ta thêm mệt mỏi và bận rộn hơn. Điều ấy không ai thích thú gì.